con người Capitol Lea. Mình xin được hỏi thầy, và tất cả các anh và tất cả mọi người đây, khoảng bao lâu thì mình sẽ giải phóng bản thân của mình sau khi lớp học này? Cảm ơn em. Các nhân trong số các anh chị cũng đồng với câu hỏi này thì giơ tay lên đúng không ạ? Dạ vâng. Thế thì em xin mời anh Hoàng có thể chia sẻ đến các anh chị. Em cảm ơn anh. Anh có vợ chưa? Anh có vợ chưa? Rồi về giải phóng cho vợ là xong hết. Ra là nói vui với anh nha, vậy thôi. Chính bản thân mình thì cái điều đầu tiên là cái thứ nhất là cái sự khao khát của bản thân mình, là mình khao khát, có thực sự khao khát cái giải phóng lãnh đạo hay không. Cái thứ hai nữa là cái mục tiêu khao khát để làm gì. Khao khát để làm gì, mục tiêu mình đủ lớn thì mình sẽ có động lực đủ lớn. Sau đó mình sẽ thiết kế một cái lộ trình đi học những cái khóa học để giúp cho chúng ta giải phóng lãnh đạo. Thầy có chia sẻ trong sau 3 ngày này thì có lẽ là anh Luật anh sẽ nắm được rằng mình cần phải làm gì để giải phóng được bản thân mình. Nó phải tổ chức hệ thống như thế nào, nó phải sử dụng những công cụ gì để có thể giải phóng được chính bản thân mình. Đó, còn về thời gian thì đó là tùy thuộc chính bản thân anh bao nhiêu lâu, nhưng mà đương nhiên chúng ta phải hiểu được rằng làm doanh nghiệp nó là một cái quá trình, chứ không phải là một cái giai đoạn ngắn 1 tháng hay 2 tháng, 3 tháng. Anh phải xác định rằng anh cùng với đội ngũ phải xây dựng, nó giống như là chúng ta xây một cái tòa nhà thì nó phải có từ nền móng, phải có từng viên gạch, đúng không, và mọi người cùng phải bắt tay nhau để cùng làm. Thì đó là một cái lộ trình, có thể là 6 tháng, có thể là 1 năm, có thể là lâu hơn. Nhưng mà nếu như anh, cái độ khao khát của anh càng lớn bao nhiêu đó, sự nghiêm túc của anh cùng đội ngũ càng lớn bao nhiêu, và áp dụng tất cả những cái gì chúng ta học được vào trong cái hành động và bám sát vào một cái đội ngũ của PDCA, cũng như là có một cái môi trường tốt hơn để khi mà mình học xong mình thực hành, mình áp dụng vào, nếu có gì mà chưa thành công hay là có gặp khó khăn gì mình lại thay đổi, mình lại chỉnh sửa, giống như cái chu trình PDCA của chúng ta đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Còn nếu như những ngày hôm nay các anh chị mà học xong mình về mình thấy hay nhưng mình lại không áp dụng, mình để nó trong cái cuốn vở của mình, thì cho dù mình có học bao nhiêu cái khóa đi chăng nữa thì nó cũng vậy. Đó, cho nên một cái mách nhỏ của anh chị ở đây là hôm nay các chị ghi rất nhiều đúng không? Nhưng mà nên thêm một cái phần hết sức quan trọng nữa trong cái tập của mình, và giữ cái phần này đến cuối, và sau này chúng ta mang ra áp dụng. Đó là những hành động của chúng ta là gì sau khi rời khỏi cái hội trường này. Đó mới là cái giúp cho anh chị thay đổi, chứ không phải là những kiến thức, đúng không? Thì đó là một số chia sẻ của Hoàn liên quan đến cái vấn đề về lộ trình. Nó phần lớn nó ở bản thân mình. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh muốn chia sẻ với Hoàng. Em xin mời chuyên gia Hoàng Bình Trọng để có thể chia sẻ thêm ạ. Ai muốn được giải phóng lãnh đạo giơ tay cao lên và nói. Tôi. Muốn được giải phóng lãnh đạo được thì thông thường ấy thầy cố vấn thêm một chút nhé. Mình phải tự động hóa doanh nghiệp được. Bắt buộc phải xây dựng hệ thống và phải có một đội ngũ vận hành trong cái hệ thống đấy thì anh mới giải phóng lãnh đạo được. Thế thì câu chuyện đặt ra là ở bây giờ là nó vào tùy thuộc cái mức độ giải phóng lãnh đạo bao nhiêu và bao lâu giải phóng lãnh đạo ấy. Bao lâu giải phóng lãnh đạo được bao nhiêu ấy, bao nhiêu phần trăm ấy, bao ra khỏi các sự vụ ấy, ở mức độ giải phóng nào ấy, thì nó phụ thuộc vào mấy cái sau. Thứ nhất là anh xây dựng được cái mức độ tự động hóa, anh mức độ xây dựng được cái hệ thống của anh, đội ngũ của anh. Đấy. Và mức độ xây dựng hệ thống đội ngũ thì nó lại phụ thuộc mấy cái này. Một là anh sử dụng, tức là bản thân anh có hành động không, giống như bạn nói. Cái thứ hai đó là anh có cái nguồn lực, anh có cái đội ngũ anh có. Đấy, tức là cái nguồn lực mình đang có là gì ấy? Rõ ràng ấy, một người mà ở chỗ đứng khác nhau thì cái khả năng đi đến đích nó khác nhau. Đích là Hà Nội chẳng hạn, nên một người ở Đà Nẵng thì nó khác, nhưng một người ở đây thì nó khác, một người ở Hồ Chí Minh nó khác. Thật ra đi đến đích nó khác nhau, là phụ thuộc vào cái chỗ đứng của mình, nguồn lực mình có là gì. Em đồng ý đây chứ? Đấy. Thế và khi mà anh đã xác định được cái chỗ đứng của anh và cái mục tiêu anh muốn hướng tới rồi, thì bước tiếp theo của anh đó là anh sử dụng đòn bẩy nào nó giúp anh đi nhanh hơn, dễ dàng hơn. Thế thì trong Vinsay thì cũng chia sẻ với anh chút là anh có thể sử dụng đòn bẩy. Thậm chí anh muốn trong khi sẽ có những anh chị làm xuất sắc chỉ khoảng 6-9 tháng, có khi mức độ tự động hóa doanh nghiệp nó lên đến 6-7%, tức là tính bằng tháng đấy nhá, là gần 1 năm thôi. Tại vì nhưng mà những anh đấy thì anh lại sử dụng đòn bẩy rất là lớn. Ví dụ như anh ấy, tại vì lúc anh có nguồn lực, anh lại có tiền mà anh lại muốn nhanh, thế là anh ấy là ngoài đi học tôi đi học, anh cho một đội ngũ riêng giống như anh Dũng BDC lại cho tới 12 người đi học, mỗi ông nào giỏi một việc gì là viết quy trình ở dưới đấy, anh ấy dùng này chưa, ai giỏi chuyên môn gì cùng đi học đồng bộ tư duy, thì lúc đấy anh phải chấp nhận là đầu tư cho đội ngũ đi học cùng. Nếu mình có dám đầu tư không? Còn nếu mà mình tiết kiệm thì mình về tự làm đấy thì nó lâu hơn. Anh dùng cái này chưa? Anh đầu tư không những anh đi học, anh đầu tư cho cả đội ngũ đi học. Mà anh học được cái chuyên sâu nhá, chứ không phải học nông về xong mà thôi đâu. Nhiều người đi học tôi thấy không có kinh nghiệm, học toàn học theo kiểu trường nông, học cứ đi học những chương trình miễn phí free về, xong lại để đâu đóng đấy. Mà đi học nhiều ông nữa về có khi nó còn loạn trưởng tàu hỏa nhập ma. Kinh nghiệm tôi sau này là đi học là học theo chiều sâu, thì ông nào giỏi nhất đi chuyên sâu về học đến tận cốt chim luôn để cho gọi điện là người ta phải nghe, người ta biết vấn đề của mình thì đi theo chiều sâu. Thì anh Dũng là trường hợp ví dụ anh Dũng Tương Ớt hay kể cả như anh Dũng, anh Hoàn đây, anh đi theo chiều sâu như vậy. Thế thì anh học cùng đội ngũ xong, hay là tại CEO đi học ở đây cùng thứ trưởng đội ngũ đi học nhà quản lý cấp trung các cái lớp học của Vincent thiết kế cho đội ngũ. Đội ngũ đi học mình cùng đồng bộ tư duy hết, cùng một môi trường mà, cùng một lò, mình nói gì anh em hiểu, nó không bị mâu thuẫn để xung đột về tư duy, về năng lượng, và lãnh đạo không bị cô đơn nữa. Nhiều khi mình về anh em bảo ông này bị làm sao ấy. Hello, từ chối chống đối mâu thuẫn với nhau nó lại mất đoàn kết. Nhà mình đồng ý nói chết, học cùng một nơi, cùng một thầy, cùng một lò, nó đồng bộ tư duy hết, mình nói gì các bạn đều hiểu. Thậm chí mình nói chăn trở đặt đầu bài thôi, có phần thưởng anh em tự làm. Thì thầy đấy là những cái người mà dùng đòn bẩy đội ngũ đi học cùng thì thông thường cái mức độ thành công nó nhanh hơn, có thể tính đến 6 tháng 9 tháng thôi là đó đoạn có những cái áp dụng chuyển đổi rất mạnh mẽ rồi. Nhưng mình cứ tưởng tượng khoảng 2 tháng mà áp dụng được một hệ thống đúng không? Hello, xây dựng khoảng 6 tháng 9 tháng sau là lúc ấy lên đến được mấy cái hệ thống, 5-6 hệ thống rồi, quy trình vận hành bon mục tiêu chiến lược giống như anh nói nó ngon rồi, văn hóa giá trị tốt rồi, là cũng là khá rồi như thế. Thế nhưng mà nhiều người bây giờ còn cái đòn bẩy còn nhanh hơn nữa, ví dụ như là các anh chị sử dụng luôn ở ngoài tôi đi học, đội ngũ tôi đi học PJ, tôi thuê chuyên PJ coaching này. Thì bây giờ PJ còn có cả chuyên gia kèm cặp 1-1 này. Cần nhá, chuyên gia vào thăm khám doanh nghiệp, vẽ cho anh một cái kế hoạch 3 tháng 6 tháng, lộ trình hoàn thiện nó, hàng tuần đến hướng dẫn gửi biểu mẫu tài liệu thúc đẩy làm, thì nó còn nhanh hơn nữa. Anh có dùng cái này chưa? Ý tôi muốn nói là anh sử dụng đòn bẩy, nguồn lực anh có là gì, anh sử dụng đòn bẩy nhanh hay chậm nó phụ thuộc vào cái mức độ đấy. Hello, hay thậm chí PC bây giờ nó lại còn có một cái module nữa là sâu hơn nữa, đó là chị vào FOH. FOH là cái biên độ giải cứu phát triển doanh nghiệp ấy. Ngoài học thầy chuyên gia của PC, anh chị đi học cùng đội ngũ xong, bây giờ lại còn đi siêu tour rất là quý đến thăm doanh nghiệp của nhau để học hỏi lẫn nhau đấy. Nhiều khi bạn hỗ trợ nhau, giống như là đấy, anh Dũng chơi với anh Dũng có phải là anh nhanh không? Cần quy trình công nợ anh ấy gửi ngay, anh tiếp gì ở trong PC làm toàn cho đi mà. Hello, hay rất hay. Ví dụ như là ai đang cần tăng doanh thu lợi nhuận gặp anh Hoàng, anh lại gửi cho cái này quay đấy, cái từ điển chiến lược anh lại nói với cái hướng dẫn của anh ấy. Có phải mình nhanh hơn không? Về nó phải suy nghĩ về loay hoay không? Hello, hay rất hay. Giống như anh Thọ ngày xưa bị anh Dũng PDC đấy, anh Dũng đang khó xây dựng mãi cái văn hóa học tập cho đội ngũ không được, bảo đi học không học. Anh chị có hay gặp vấn đề đấy không? Bảo đội ngũ đi học cứ chối đấy đẩy. Thế thì phải đầu tiên phải xây dựng cái văn hóa học tập và phát triển trong đội ngũ. Thì anh ấy làm mãi không được, đến khi ra gặp anh Thọ anh làm rất là thành công, quy mô anh 150 nhân sự, anh gửi ngay cho cái quy chế xây dựng văn hóa, anh ấy thành cái quy chế gọi là cá chép vượt bộ môn, tức là kích thích mọi người đọc sách, có giải thưởng, quy chế rất bài bản, anh làm thành công. Bây giờ đội ngũ anh học anh chăm chỉ lắm, tuyệt vời lắm, chủ động đi học lắm. Hello, tự học rồi, biết thế. Thì ý tôi muốn nói là nhờ trong em hát thì nó còn nhanh hơn nữa. Thế thì cái nhanh 3 tháng, 6 tháng, hay 1, 2, 3 năm, 5 năm tùy thuộc vào cái việc. Thứ nhất là cái chỉ số hành động của anh, nguồn lực anh có và mức độ anh sử dụng đòn bẩy đến đâu. Đấy, thì thầy tư vấn như thế. Thì thầy nói luôn là những người xuất sắc hết mà sử dụng đòn bẩy PJ ấy thì thông thường khoảng 9 tháng cũng có. Nhưng mà những người mà giỏi khá thì có thể là 1-2 năm. Giải phóng lãnh đạo được 7-8-90% cũng có. Nhưng mà tôi nói luôn là có những người trung bình khá cũng có thể đến 3-5 năm. Nhưng đấy là hành trình của anh chị, do mình thôi. Thậm chí tôi nói luôn là có những người không có chuyển đổi gì cả. Hello, vì về học không hành động, không học về xong đâu lại tư duy cũng thói quen cũ. Hello, thì do cái mức độ quyết tâm của chị thì với các bạn 3 cái, một là cái mức độ quyết tâm khác, cái chỉ số hành động, 2 nữa là nguồn lực mình có, 3 nữa là anh sử dụng đòn bẩy thôi. Ok, dành cho anh một tràng pháo tay thật lớn nào, vỗ tay lớn nào.